Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều hôm nay. Hôm nay là thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại lại đảo chiều giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,23% sau khi mà đã giảm rất mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại chỉ còn đứng quanh vùng giá 2023,8 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ đứng mức 103,43 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cho xuống giảm đứng mức 42.900 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cho xuống giảm, giao dịch mức 4,058% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cho xuống giảm nhẹ đứng mức 71,91 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới sụt giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng bạc xanh cùng tăng, do giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tới đây. Với mức giá hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới tương đương khoảng 60,3 triệu đồng trên lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ bán ra tại ngân hàng Vietcombank. So với thời điểm sáng ngày hôm qua, giá vàng trên thị trường thế giới sau khi quy đổi hiện tại giảm khoảng 600.000 đồng trên một lượng. Như vậy là mặt hàng vàng miếng SJC trong nước vẫn đang cao hơn vàng thế giới rơi vào khoảng 15,5 cho đến 15,8 triệu đồng trên một lượng. Còn mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 đang cao hơn vàng thế giới ở khoảng 4,2 triệu đồng trên lượng. Trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới giảm 20 đô la Mỹ trên một ao, tương đương giảm hơn 1% và đứng ở mức 2028 đô la Mỹ trên ao. Thủ phạm khiến vàng giảm giá phiên này là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng bạc xanh cùng tăng, do phát biểu cứng rắn của một quan chức Fed khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào khả năng Fed có đợt hạ lãi suất đầu tiên vào tháng 3. Ông Christopher Waller, một thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, có bài phát biểu trong đó phát đi tín hiệu rằng Fed có thể sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ chậm hơn so với những gì mà thị trường tài chính đang kỳ vọng. Theo ông Waller, dù lạm phát ở Mỹ đang giảm về gần mục tiêu 2% của Fed, ngân hàng trung ương này không nên vội vã hạ lãi suất cho tới khi xác định được rõ ràng rằng mức lạm phát thấp hơn có thể duy trì bền vững. Vào cuối phiên, các nhà giao dịch đặt cược khả năng có 65,2% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong họp tháng 3, theo dữ liệu từ công cụ Fedwatch Tool của sàn CME. Trước phiên này, mức đặt cược cho khả năng như vậy là khoảng 80%. Chỉ số đồng bạc xanh tăng mạnh đang gây áp lực giảm giá lên vàng, chưa kể lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng. Tuy nhiên, có một tín hiệu đáng lạc quan là vàng giảm giá như vậy chưa phải là nhiều nếu so với mức tăng của đồng bạc xanh, căng thẳng ở Trung Đông vẫn đang hỗ trợ cho giá vàng. Nhà phân tích sim quỹ ập của Kitco Metal nhận định. Bên cạnh đó, quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDA Gold Trust bán ròng hơn 0,4 tấn vàng trong phiên ngày hôm qua, giảm khối lượng vàng nắm giữ còn 864,4 tấn vàng. Mặc biến động giá vàng, quỹ này đã duy trì xuống bán ròng từ năm ngoái tới nay. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến phiên đầu giờ chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước vẫn duy trì xuống tăng khá mạnh ở một số hệ thống kinh doanh. Tuy nhiên thì bên cạnh đó có một số hệ thống kinh doanh đã quay đầu điều chỉnh tăng nhẹ. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tiếp tục duy trì xuống giảm khá mạnh. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện tại điều chỉnh giảm 200.000 đồng trên lượng cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 73,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,32 triệu đồng trên lượng. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 73,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,30 triệu đồng trên lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,50 triệu đồng trên lượng, giảm 500.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 62,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63,80 triệu đồng trên lượng, giảm 300.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 62,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63,90 triệu đồng trên một lượng, giảm 300.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại hiện tại không có điều chỉnh, mua vào mức 24.340 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.710 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do hiện tại lại quay đầu tăng, tăng 10 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Mua vào mức 24.880 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.980 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết.
được ghi nhận mới nhất trong phiên chiều nay, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo cho nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.380.000, bán ra 7.630.000, giảm 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2.500.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.380.000, bán ra 7.632.000. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.400.000, bán ra 7.650.000, giảm 50.000 ở chiều mua, giảm 20.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.365.000, bán ra 7.615.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.405.000, bán ra 7.650.000, tăng 10.000 ở chiều mua, giảm 35.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.375.000, bán ra 7.610.000, giảm 15.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 7.460.000, bán ra 7.560.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.350.000, bán ra 7.600.000. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 7.365.000, bán ra 7.615.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.380.000, bán ra 7.630.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại cũng giảm 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2.500.000 đến 2.560.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.380.000, bán ra 7.632.000. STC Huế mua vào 7.377.000, bán ra 7.632.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.380.000, bán ra 7.630.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.380.000, bán ra 7.632.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.378.000, bán ra 7.632.000. Cuối cùng là giá nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại tiếp tục giảm trong khoảng từ 125 đến 300.000 đồng trên lượng, hay giảm trong khoảng 12.500 đến 30.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.265.000, bán ra 6.380.000. Nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.265.000, bán ra 6.390.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.255.000, bán ra 6.350.000, giảm 30.000 ở chiều và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.157,1 nghìn, bán ra 6.287,1 nghìn, giảm 29.700 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.578.000, bán ra 4.778.000. Vàng 14K mua vào 3.517,4 nghìn, bán ra 3.717,4 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.463,2 nghìn, bán ra 2.663,2 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.